Bài số 5 là gì ạ? Chỉ số đường huyết. Đúng rồi, chỉ số đường huyết. F1 được chứng nhận là chỉ số đường huyết thấp, đúng không ạ? Cô chú anh chị có cảm nhận gì về bài ngày hôm qua? Cô chú anh chị ấn tượng nhất gì về bài ngày hôm qua? Chắc là về ăn những cái gì có chỉ số đường huyết thấp thì mình ăn. Thấp là bao nhiêu ạ? Thấp là từ... Dưới 5 năm. Dưới 5 năm, từ 1 đến 5 năm. Có một trung bình từ 5 năm đến bao nhiêu nhỉ? Người ta hỏi một đi trả lời 2. Vậy thì chị có nhớ là cái nhóm nào mà chị cần tránh không? Có. Nhóm gì ạ? Nhóm chỉ số đường huyết cao. Là bao nhiêu ạ? Từ 5, từ 7 năm đến 100. Trên 70, lớn hơn bằng 70. Và chị có thể chia sẻ lại với em là bằng cách nào để chị nhận biết được đấy là nhóm chỉ số đường huyết cao không? Không. Cảm ơn chị. Vì cái câu trả lời của chị em lại có cơ hội cho Hoàng, đúng không ạ? Chúng ta nên nhớ có 6 nhóm thực phẩm có chỉ số đường huyết cao để chúng ta tránh trong hàng ngàn thực phẩm khác nhau để chúng ta dễ lựa chọn, đúng không ạ? Cũng giống như bài số 1 thôi ạ. Bài số 1 là bài calo, giảm calo không giảm chức năng, đúng không? Bài số 1 chúng ta có 5 nhóm thực phẩm calo cao. Thì trong bài số 6 này, trong bài số 5 này chúng ta cũng có 6 nhóm thực phẩm chỉ số đường huyết cao. Đây, thứ nhất là nhóm cơm trắng, hay là còn gọi là tinh bột tinh chế. Nhóm thứ hai là đồ ninh hầm. Có phải ngày xưa chị em mình sinh xong cứ đeo ú đeo ụ lên không? Vì chúng ta ăn cái gì nhiều nhỉ? Chân dơ hay đấy. Toàn ăn các loại ninh hầm, chân giò hầm, chân chó hầm, chân dê hầm. Có ngon không ạ? Có bổ không ạ? Từ đó phải là thịt có béo không? Kéo như thế nào? Nhóm thứ ba là nhóm thức ăn chế biến sẵn. Nhóm thứ tư là đồ chiên xào rán. Nhóm thứ năm là đồ ngọt. Và nhóm thứ sáu là bắp tăm bơ. Đây là nhóm 6 nhóm thực phẩm chỉ số GI cao. Ai có chị nhớ giúp em để chúng ta nhận biết được và chúng ta tránh nó, đúng không ạ? Vậy sau khi được chia sẻ bài số 5 này, anh chị đã lan tỏa tới những ai trong gia đình nhà mình hoặc người thân chưa ạ? Có. Bọn nó không nhận. Bọn nó cứng đầu nó. Bởi vì anh chị biết tại sao chưa? Biết được rồi, tôi nó chẳng cần hỏi. Bởi vì anh chưa có kết quả vượt trội thì làm sao nó nghe. Việc của anh là cứ lan tỏa thôi. Thế đúng không ạ? Mình lại đi đón con. Chưa, mới làm con nhận. Và đấy là bài số 5. Hôm nay chúng ta đến một bài cũng cực kỳ quan trọng trong hành trình về đích mục tiêu của chúng ta. Đó là gì ạ? Dù tăng cân, giảm cân hay giữ cân thì chúng ta cũng cần có nó trong cơ thể của chúng ta. Và bài số 6 ngày hôm nay là gì đây ạ? Mình trình cho họ vào cái kênh mà đặt tay chúng ta. Vậy thì đạm đóng vai trò như thế nào với cơ thể của chúng ta? Đó. Ở đây đường cục đi. Chia sẻ bài, vậy thì vai trò của đạm. Chân. Đứa cứ viết, đứa cứ sướng. Theo anh các chị, đạm đóng vai trò như thế nào đối với cơ thể của chúng ta? Thêm là nguồn cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thêm, đỡ tay, không hiểu. Ok. Gì nữa ạ? Năng lượng cho cơ thể, tạo ra cơ bắp. Rồi. Ngoài ra còn gì nữa không chị? Chữa tổn thương trong quá trình vận động. Tiếp. Tham gia cấu tạo các tế bào thần kinh. Rồi. Và dẫn truyền thần kinh. Thần kinh. Kiểm soát cơn đói, đốt mỡ. Duy trì sự não hóa lành mạnh. Thừa. Đây, đọc ở trong này nó hỏi thế. Ngăn ngừa bệnh chuyển hóa. Cái gì? Quyền đấy. Lấy đây. Đây. Vâng, đạm có rất nhiều vai trò khác nhau đối với cơ thể của chúng ta. Và ở đây chúng ta có thể nhớ giúp Mai có một trong những vai trò quan trọng như sau. Thứ nhất, đạm là một trong ba nhóm thực phẩm đa lượng cung cấp năng lượng cho cơ thể. Thứ hai, đạm giúp cho chúng ta no lâu hơn, kiểm soát cơn đói, giúp chúng ta hỗ trợ giảm cân. Thứ ba, đạm đóng vai trò giúp tăng cường hệ miễn dịch. Đó là lý do tại sao khi mà dịch đến là chúng ta phải cung cấp nhiều đạm. Cung cấp nhiều đạm thì nó tạo thành cơ, đúng không ạ? Tại cơ nhiều thì chúng ta khỏe mạnh hơn, lão hóa lành mạnh hơn, đúng không ạ? Và tiếp theo, đạm tham gia vào cấu trúc tế bào thần kinh và các dẫn truyền thần kinh.
nó là một trong những cái tầm quan trọng của đạo, cái vai trò của đạo đối với thể của chúng ta. Tuy nhiên đạo đóng vai trò quan trọng như thế, nhưng thực trạng hiện nay chúng ta đang sử dụng đạo như thế nào ạ? Không đúng. Không đúng cách. Không đúng cách. Thừa đạm, thiếu đạm. Thừa đạm. Hay là thiếu đạm, gì nữa ạ? Không rõ đạm động vật hay thực vật. Đạm sai loại đạm. Sai loại đạm. Động vật thì là 30%. Hay còn nói cách khác, hiện nay chúng ta thực trạng hiện nay là ăn thực vật hơn 90%, ăn đến 70%. Ok. Động vật nhiều. Thế gì đi học nghề? Đúng không ạ? Ít thực vật, ít đạm. Ồ đúng rồi. Nhà mình lắm lúc ăn toàn thịt chó, hoặc một bữa ăn toàn thịt lợn, hoặc bữa toàn thịt trâu, ngon. Ngon ạ. Hôm thèm là bảo vợ muốn 5 nặng hay 7 nặng thịt bò loại ngon về xào ăn bánh chanh mua. Ôi cái gì nhiều đạm động vật. Tốt quá làm gì nữa. Chị ấy